Mọi người thấy hôm nay tóc anh đẹp không? Kiểu này bên Thái đẹp lắm nè. Nhìn không đồng hàng với ai luôn á. Cảm ơn. Anh có mua gà cho mọi người nè. Cảm ơn. Sao mi nó chạy như một cơn bão vậy? Cái quỷ đó nó vậy đó. Thôi tụi em không khách sáo nha. Nè, phần của em nè. Đây. Cảm ơn. Mai. Em đang làm gì vậy? Em đang sơn móng tay. Cho anh mượn một cái được không? Đây. Đó, anh muốn lấy nào anh lấy. Màu ngọt quá. Đoạn này nó xúc động quá à. Nó sắp chia tay kìa. Ủa, làm gì mấy đứa tụ tập đông đủ quá vậy? Dạ, chào cô Liễu. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hả không? Con tới chơi một chút rồi, rồi con về. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Bị sao vậy? Nó nói chuyện với cô nó qua khúc cảm động mà con khóc bù. Hai nó quen lại rồi kìa. Em thấy tóc anh này đẹp không? Anh mới uống đó. Tóc anh bữa nay bị cái gì kì vậy? Hả? Anh uống đẹp mà. Trời đất ơi, cái nhìn mà thấy ghê quá vậy nè. Anh giữ thẳng ra liền cho em coi. Thôi, tóc này đẹp mà, giữ làm chi? Đẹp cái con khỉ á, nhìn thấy mà ghê à. Mẹ ơi, cho con nè. Cái gì vậy ba? Con thấy bà đẹp không? Bà mới uống đó. Ơn tưởng qua mì gói bà để luôn trên chợn. Mẹ ơi, cho con 50.000 đi. Cảm ơn. Chắc từ nay về sao con khỏi ăn mì gói luôn. Kỳ vậy, ai cũng nói tóc mình đẹp mà ta. Anh để nguyên đó cho em. Cái gì nữa đây? Trời đất ơi, anh bắt chước ai mà đi sơn móng tay vậy nè? Anh sơn để cho nó bảo vệ móng khỏi bị trầy xước. Bảo vệ cái con khỉ á? Bây giờ còn bị đặt sơn móng tay nữa. Không mấy anh lấy đồ trang điểm của em kìa. Anh đánh đồ trang điểm của em lên, đánh son, đánh phấn lên luôn rồi mặt đầm của em luôn đi. Em làm gì mà giận dữ vậy? Đây là mốt hiện đại thời trang của đàn ông đó. Lúc này là em thấy kỳ cục lắm hay chưa? Em không cần biết, chùi liền lập tức ngay cái bộ móng. Thôi đừng có chùi, anh cực khổ lắm á. Thôi bằng tay đi. Thôi mà. Mẹ ơi, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Cái gì? Ủa ba mẹ làm gì vậy? Tiền học của con chứ gì, ở trên bàn kìa. Thôi mà, cho anh chơi thời gian nữa thôi. Rồi. Ngồi yên cho em, mốt gì mà kỳ cục à. Trời ơi, sơn cái gì mà dày quá nó dày ra, chùi hoài cũng không ra nữa. Nhẹ nhẹ đau tay anh đó. Ngồi em nữa đi. Công sức của người ta mà. Thấy mà ghê à. Anh ơi, con anh thương nhà mình. Ủa? Sao bà nói đi hớt tóc mà sao còn ngồi ở đây? Ủa ba khóc hả? Sao vậy ba? Con có coi bộ phim này bao giờ chưa? Phim là sao ba? Phim mà lớn. Phim gì mà buồn như phim đẹp.
Ngoài hiên giọng mưa thu tí tách rơi, trời lâu u buồn mây hắc hiu ngừng trôi. Hên mà chạy về kịp á, không là ướt nhẹp. Cô ba ơi, mẹ có nhà không ba? Mẹ con ra ngoài rồi. Mẹ ra ngoài rồi sao con xin đóng tiền học được? Ba, mẹ cho con tiền đóng tiền học nha ba. Trước khi đi mẹ đã dặn ba là không cho con tiền. Ủa, chứ mẹ nói gì là ba phải nghe lời vậy hả? Ba phải có chính kiến riêng của mình chứ. Con trai à, con hãy nhìn những giọt mưa rơi đi, hay lắm đúng không? Là sao ba? Con hãy nhìn đi, những giọt mưa rơi ngoài hiên tí tách rơi. Ngoài hiên giọt mưa tu tí tách rơi, trời lặng u buồn mây hắc hiu ngừng. Những nhà khác đâu có đàn ông nào nghe tiếng mưa rơi như ba đâu. Có lẽ con người càng lớn tuổi sẽ càng cư xử ngược lại với giới tính của mình. Nghe hơi kỳ nhưng đó là sự thật. Nếu đó là do tác động của hormone thì trong người của ba tôi, hormone nữ đang bắt đầu phát huy đến mức kỳ lạ. Trên cũ mình bỏ qua, vậy mạnh mẽ lên nhau, một ngày nào đó yêu thương sẽ mang ta về.